Sáng nay tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực 7 Đông Nam Bộ lần thứ 29 năm 2024. Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Trương Thị Bích Hạnh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Dương. Diễn ra từ ngày 6 tháng 8 năm 2024 đến ngày 16 tháng 8 năm 2024, triển lãm mỹ thuật khu vực 7 là hoạt động thường niên của Hội Mỹ thuật Việt Nam với các tỉnh, thành phố nhằm quảng bá các tác phẩm mỹ thuật của từng khu vực, tạo sân chơi đa sắc màu cho các họa sĩ, nghệ sĩ và những người yêu thích mỹ thuật trong khu vực, được thỏa sức giao lưu, sáng tác và giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật chất lượng đến với công chúng. Thông qua tác phẩm mỹ thuật tại triển lãm đã phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, những thành tựu kinh tế xã hội của quê hương, đất nước nói chung và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh Bình Dương nói riêng. Triển lãm lần này giới thiệu 205 tác phẩm của 172 tác giả đến từ 9 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tây Ninh. Riêng Bình Dương, các họa sĩ, nghệ sĩ giới thiệu 41 tác phẩm của 35 tác giả. Trong chương trình khai mạc, ban tổ chức đã trao giải triển lãm mỹ thuật Đông Nam Bộ lần thứ 29 năm 2024, gồm 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 5 giải khuyến khích. Trong đó, giải A thuộc về tác giả Nguyễn Hoài Huyền Vũ, tỉnh Bình Dương với tác phẩm Kén.